Chanel, Gucci, Dior, Calvin Klein, những cái tên kể trên là một số hãng nước hoa nổi tiếng trên thế giới. Mùi hương của những loại nước hoa trên là không thể bàn cãi, quyến rũ, sắc sảo, tinh tế, sang trọng nhưng vẫn không bằng em. Em là ai từ đâu bước đến nơi đây?